Đến nay tôi rất ngoan. Khi còn bé thì nghe lời mẹ, còn bây giờ học Phật rồi, nghe lời của Phật. Bây giờ tôi chỉ được hai chữ: đổi tâm. Tôi phải tự thành tựu rồi mới có thể thành tựu người khác. Cho nên vì sao mỗi ngày tôi đều cười vui vẻ? Tôi sống trong thế giới cảm ơn. Tôi nói với con tôi, cuộc đời này mẹ không có hối tiếc điều gì, mẹ cảm thấy rất đủ. Tôi cười mà vãng sanh, tự tại vãng sanh. Thật ra bây giờ phẩm vị cũng đã biết rồi. Tôi không cần trợ niệm, sẽ đi trong một tích tắc thôi. Nhưng vì là độ chúng sanh, cái hình hài này phải đi thôi. Mẹ ơi, hãy kiên định tín tâm niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương mẹ nhé. Con hãy yên tâm, mẹ nhất định làm được. Chẳng những làm được mà còn làm cho thật xuất sắc nữa kìa. Trước hết, tôi viết ra cảnh đẹp của thế giới Tây Phương, tướng hảo của trước và sau khi tôi vãng sanh. Tôi sẽ dùng cách này biểu pháp để cho những chúng sanh khổ nạn trong 9.000 năm sau được thấy. Ồ, chỉ cần niệm A Di Đà Phật là thành công rồi. Tôi dùng phương pháp đặc biệt gì? Hiện nay chẳng phải tôi vẫn còn thở hay sao? Chẳng phải tôi rất khỏe mà ngồi đây hay sao? Khi chưa đi giảng sanh, tôi dùng phương thức viết kệ tụng, lấy kệ tụng mà miêu tả hết thảy cảnh đẹp quê hương cực lạc và cách vãng sanh của tôi. Khi tôi chưa đi, tôi dùng phương thức này độ chúng sanh. Sau khi tôi đi rồi, dùng kệ tụng lúc sanh tiền và vô số tướng lành vãng sanh của tôi đem đối chiếu. Quý vị có tin không? Dùng sự thật này để kiểm chứng. Tôi đã xem xong 600 tập Vô Lượng Thọ Kinh diễn giải.
và một lần xem vọng tận Hoàng Nghiêm Quán. Tiếp theo tôi xem Đại Kinh Khoa Chú. Hiện tại tôi vẫn chưa xem xong hết bộ đĩa này. Xem xong những bộ kinh này rồi, nhiều thì tôi nhớ không nổi. Tôi chỉ nhớ hai chữ: đổi tâm. Tôi vốn là ngọn cỏ vô danh. Tôi từ đại tự nhiên mà đến, và cũng quay về với đại tự nhiên. Tôi âm thầm đến, rồi cũng âm thầm mà ra đi. Nhưng bây giờ từ phụ A-di-đà giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng, chính là làm chứng cho nguyện hoàn thiện kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Thiên Cư, làm chứng cho nguyện Đại Kinh Khoa Chú của Ngài Hoàng Niệm Tổ, và cũng làm chứng cho lời giáo huấn của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ngài đã 86 tuổi rồi mà vẫn thương xót và dạy dỗ cho chúng sanh. Chúng sanh thì mê hoặc không hiểu. Tôi vì ba người thầy này mà làm chứng chuyển. Phương tiện thiện xảo, tôi sẽ làm ra một minh chứng đặc thù. Hoan nghênh các thân bằng quyến thuộc cùng liên hữu quan lâm đến đây. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đợi một lát tôi sẽ ngồi dậy. A Di Đà Phật. Các vị đừng nhìn tôi như vậy, đừng nhìn vào thân thể của tôi. Cố lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây là giả thôi. Hôm nay pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật. Thời gian đã đến rồi. Người của quê hương tôi đều đến rồi. Nói ra một chút tin tức. A Di Đà Phật. Đều đã đến hết rồi. Đều ở trên hoa sen. Tất cả hữu tình chúng sanh nương theo tôi. Những người bạn hữu tình đó không cách gì tính đếm được. Chư Phật Bồ Tát Long Thiên Bát Bộ, Long Thiên Hộ Pháp Thiện Thần, hiện tại từ từ đều đã đến từ sớm rồi. A Di Đà Phật. Bởi vì Phật Bồ Tát cho tôi một sứ mạng, muốn tôi làm ra một tấm gương cho mọi người xem, để mọi người đều được quay về nhà. A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật Bồ Tát, ây da, thật là quá tốt, quá từ bi. A Di Đà Phật. Đi để mọi người bắt chước theo. Tháng 11 năm 2012 chính là ngày mà chị tôi vãng sanh. Ngày hôm nay chị đã biểu diễn hai pháp vãng sanh. Pháp thứ nhất là tự tại vãng sanh thế giới cực lạc. Pháp thứ hai là sáu cõi luân hồi bốn đại phân ly. Hai pháp này chị đã biểu diễn được tinh mỹ, vi tế vi diệu, vô cùng đặc sắc. Tôi không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả hình dung sự biểu diễn của chị tôi.
Trái lại, tôi được mở rộng tầm mắt. Phía sau mời các liên hữu tỉ mỉ mà xem qua sự biểu diễn vãng sanh của chị tôi. Giờ trưa ngày 21 tháng 11,
duyên lần nữa xuất hiện. Lão Bồ Tát như như bất động, khiến cho Liên Hữu đưa tiễn phải niệm Phật ra tiếng. Cứ niệm bình thường, không hề gì. Tôi không nghe thấy gì rồi, niệm lớn tiếng một chút. Khoảng 11 giờ rưỡi ngày 21 tháng 11, cách lão Bồ Tát vãng sanh vẫn còn nửa giờ đồng hồ. Bây giờ không nên nói chuyện. Hiện tại một mình cô nói thì không tính. Cũng không phải một mình tôi nói mà tính đến. Hôm nay chính là đến để độ cô ấy. Tôi nói với các vị, tôi hiện tại chính là một vị Phật Ngọc. Chính là vị Phật Ngọc đang nằm, hiện tại nằm ở nơi đây. Sanh hữu tình vô tình, hữu hình vô hình, chốc nữa sẽ xem thấy hình tướng của cái nhục thân này suy thoái, thì hiện cái giả tướng này. Dùng giả tướng, chúng sanh ưa thích cái giả tướng này, cho nên dùng cái tướng này để mọi người xem thấy người niệm Phật là một hình tượng cao độ thế nào. Oh.
Đã gần đến 12 giờ trưa. Vẫn còn vài phút nữa, tôi sắp phải đi rồi. Hiện tại chư Phật Bồ Tát đều đang ở chung quanh mọi người. Tây Phương Tam Thánh đang ở bên cạnh mặt trời. Các chị có thể xem thấy cảnh tượng trong không trung một lát thì xảy ra thay đổi. Thời gian vừa đến, tôi liền dẫn theo vô lượng vô biên chúng sanh cùng nhau trở về nhà. Có vui mừng hay không hả? Đây không phải là ý nguyện của cá nhân tôi, cũng không phải là tưởng tượng của riêng tôi, là Phật lực gia trì, Phật Bồ Tát giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi còn có nhiệm vụ mới, cho nên tôi cần phải về nhà sớm. Pháp môn tịnh độ thù thắng. Pháp môn tịnh độ đặc biệt thù thắng.
Hiện tại tôi đã lên hoa sen rồi. Tôi đứng bên cạnh từ phụ A-di-đà. Cảm ơn mọi người đã đến đưa tiễn tôi. Xin cảm tạ. Xin cảm ơn. Cư sĩ Lưu Tố Thanh, tự tại vãng sanh. Thời gian vãng sanh 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11 năm 2012. Vòng ngón tay là biểu thị sự viên mãn. Theo ước định trước với mọi người, để mọi người biết.
tay như hoa sen, biểu thị cho mọi người biết Phật trước. Mọi người,
Nam mô A Di Đà Phật.